ngược chiều, đi tắt để tiết kiệm thời gian quãng đường là hành động thiếu ý thức của rất nhiều người tham gia giao thông. Hành vi này không chỉ khiến bản thân họ mà cả những người khác trên đường gặp nguy hiểm. Mới đây, một tình huống tương tự được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm. Cụ thể, sự việc diễn ra trên đoạn đường thuộc địa phận Quế Võ, Bắc Ninh vào khoảng 17:30 chiều ngày 28 tháng 2 vừa qua. Lúc này, một chiếc xe ô tô lưu thông ngược chiều thì bị xe đi đúng chiều chặn đầu. Tài xế đã nháy đèn rồi thậm chí còn kéo kính xuống để yêu cầu bên đi đúng đường nhường đường cho mình. Có lẽ vì thời điểm đó đường vắng và không muốn đôi co nên tài xế đi đúng đường đã đánh lái rời đi. Không muốn đôi co, tài xế điều khiển ô tô đi đúng đường cũng đành làm theo yêu cầu của bên sai. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được nhiều người, đa số đều chỉ trích người tài xế đi sai kia. Còn bạn, cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!